Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với ba mẹ đi tìm hiểu một set sơ sinh đầy đủ và trọn gói cho em bé được dự sinh vào mùa thu đông. Thì những cái món đồ như thế này là mình đã chuẩn bị khá là chi tiết. Thì sau đây sẽ mời ba mẹ cùng đi tìm hiểu từng sản phẩm với mình nhé. Đầu tiên về quần áo ấy, thì là ba mẹ sẽ lưu ý giúp mình là quần áo thu đông thì các con sẽ phải mặc chất liệu nó dày dặn hơn và co giãn hơn so với mùa hè. Hoặc là có thể thêm áo len, áo di lê hoặc áo lỉ mỏng đối với những hôm trời lạnh. Thì số lượng quần áo sẽ vẫn dao động khoảng tầm từ 5 tới 10 bộ và áo di lê, áo len cũng từ khoảng 3 đến 5 chiếc. Tuy nhiên về mùa thu đông ấy, thì ba mẹ có thể lựa chọn thêm cho con đó là các loại mẫu body hoặc là bộ liền như thế này. Mình thấy khá là tiện lợi bởi vì có một số ba mẹ cho rằng là mặc bộ liền nó sẽ bất tiện trong cái việc là mặc đồ hoặc là thay bỉm tã cho con. Tuy nhiên các cái bộ body thiết kế đều là cúc bấm hoặc là kéo khóa tấn tận dưới chân như thế này thì ba mẹ tưởng tượng rằng khi mặc vào rất là tiện. Thậm chí nếu thay bỉm chúng ta chỉ cần phải cởi một hai cúc ra là có thể thay bỉm cho con rồi. Thì mình thấy cái việc mặc body bây giờ khá là nhiều mẹ lựa chọn nên ba mẹ là còn đang băn khoăn để có thể thử tham khảo mẫu body cho con mặc trong mùa thu đông giúp các con có thể là ấm bụng hơn hoặc là không bị hở phần bụng phần rốn khi con cử động. Mình thấy rằng là khá là tiện lợi đấy ạ. Thì ba mẹ có thể sắm cũng tầm khoảng đôi ba chiếc body hoặc là thử cho con một chiếc thôi cũng được ạ. Mặc nếu cảm thấy tiện lợi thì mình có thể mua thêm. Đến mùa đông thì mặc những cái bộ body mà nó dày dặn hoặc là nó liền cả mũ rất là tiện lợi khi mà bế con trong nhà ra ngoài đường. Đó là những cái khác biệt của quần áo mùa thu đông so với mùa hè là như vậy ạ. Áo di lê cũng vậy. Áo di lê thì giúp cho con là giữ ấm phần ngực và phần lưng được tốt hơn bởi vì là nếu mà mặc áo dày cộm cả tay ấy, thì có thể là con cử động hoặc là nó bị cộm khó chịu. Nhưng mặc mỗi di lê không thôi thì cũng vẫn đủ để giữ ấm ngực mà thời tiết nó không quá lạnh thì chúng ta không cần được thiết là mặc áo len hay áo lỉ dày làm gì cả. Đó thì là cái số lượng áo di lê sẽ cũng tổng tầm từ 5 tới 7 chiếc ạ. Ngoài ra thì là các cái món dùng khác cho con, ví dụ như là mũ này, yếm này hoặc là bao chân tay là những cái món đồ dùng mà không thể thiếu cho bé sơ sinh. Và ba mẹ cũng cần phải lựa chọn cho con khoảng tầm từ 5 tới 7 bộ. Bởi vì mùa hè có thể là ba mẹ không cần phải đeo bao chân tay hoặc không cần đội mũ cho con. Nhưng mùa đông hoặc mùa thu thì thời tiết nó mát hơn, lạnh hơn một chút thì bắt buộc phải có một chiếc yếm để giữ ấm ngực, hoặc là đôi bao chân tay khi mà trời lạnh, rồi là một chiếc mũ kín đầu như thế này, mũ kín đầu để giữ ấm phần top và phần đầu của con. Những hôm trời lạnh hơn thì ba mẹ có thể sắm thêm cả mũ len hoặc mũ nỉ đội bên ngoài nữa. Hoặc nếu mà nhà chúng ta mà kín gió thì cũng chỉ cần một chiếc mũ mỏng thôi nhưng mà nó phải kín cả đầu như thế này. Thì số lượng mũ sẽ làm tầm từ 5 tới 7 chiếc, bao chân tay thì khoảng tầm 5 tới 7 bộ. Đó, thế là tùy theo từng ba mẹ cũng như là cái thị hiếu ba mẹ có thể lựa chọn các cái màu sắc cũng như là chất liệu phù hợp. Và thêm nữa đó là khi mới sinh ý, thì các con sẽ có thể là dùng bỉm luôn. Ở đây thì mình giới thiệu ba mẹ đó là bỉm đến từ thương hiệu Muni. Natural là dòng bỉm cao cấp nhất của Muni, nó khá là mỏng này, thấm hút và mềm mại, an toàn cho trẻ sơ sinh. Dùng với các con khoảng tầm từ 3 cân đến 5 cân là ba mẹ có thể lựa chọn dòng bỉm này. Chúng ta sẽ đóng trực tiếp cho con mà không cần phải dùng quần đóng bỉm hoặc là tã dán, rất là bất tiện. Cái bỉm này mình thấy rất là hợp lý này và đặc biệt là rất là tốt cho em bé. Còn ngoài ra thì ba mẹ làm cẩn thận hoặc là chưa quen thì có thể là dùng thêm tã chéo. Tức là sau khi đóng bỉm thì ba mẹ sẽ cuộn tã chéo để các con có cảm, mình cảm thấy rằng nó sẽ chặt chẽ hơn phần bụng, con ngủ ngon hơn ý. Thì sẽ chuẩn bị khoảng vài chiếc tã chéo như thế này. Sẽ có thể là quấn trong khoảng tầm một tuần đầu hoặc 10 ngày đầu sau sinh thôi. Khi con chưa rụng rốn thì sẽ quấn tã. Còn ngay sau đấy thì mẹ có thể là mặc quần cho con luôn thì không cần dùng tã cũng được. Đấy là tùy từng cách các mẹ dùng nhé. Và một cái nữa đó là cái khăn để vệ sinh cho bé thì không thể thiếu được, bởi vì em bé sơ sinh rất là hay đi đi sậm xòe hoặc đi tè liên tục cả ngày ấy. Thì chúng ta sẽ dùng cái khăn vải khô da lăng cũng được để nhúng nước, hoặc là đây là khăn ướt. Thì ba mẹ lựa chọn các cái thương hiệu đến từ các cái hãng nổi tiếng để đảm bảo rằng cái chất lượng an toàn cũng như là không mùi, để cho cái vệ sinh của con được an toàn và sạch sẽ hơn, và các con dùng rất là nhiều ấy. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu các mẹ đó là một cái dòng máy làm ấm khăn rất là tiện lợi, chỉ việc cắm điện thôi ạ. Đặt chiếc gói khăn ướt ở bên trong thì cái khăn nó luôn được giữ ấm ở nhiệt độ tầm 40 độ C, an toàn cho làn da của con mà không cần phải nhúng nước ấm. Ngày xưa thì thông thường nếu mà dùng khăn ấy thì ba mẹ cứ phải chuẩn bị một chậu nước ấm để nhúng khăn để rửa đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chuẩn bị cái máy như này rồi thì ba mẹ sẽ hoàn toàn yên tâm là cái khăn luôn được giữ ấm mà chúng ta không cần phải lích kích chuẩn bị nước hoặc là chậu nữa, rất là tiện dụng nhé. Ba mẹ có thể tham khảo thêm ạ. Cái này có thể dùng đối với khăn ướt không mùi. Đó, ok. Về các cái đồ dùng của con thì
chăn ủ hoặc là khăn tắm rất là cần thiết, đúng không ạ? Về mùa thu đông thì ba mẹ sẽ cần chuẩn bị đó là chăn ủ chất liệu nó hơi dày hoặc là có một lớp bông, lớp lỉ để giữ ấm cho con. Thì ở đây ba mẹ sẽ cần chuẩn bị khoảng tầm từ 3 đến 5 chiếc chất khăn quấn, khăn ủ có mũ tiện lợi để quấn cho bé sau khi tắm hoặc là bế em bé trong nhà. Và ngoài ra thì hôm nay mình giới thiệu tới ba mẹ đó là cái sản phẩm quấn nhộng Coco. Đây ạ, bằng chất liệu co giãn giúp quấn em bé được chặt chẽ và các con có thể ngủ ngon giống như là ở trong bụng mẹ. Nó gọi là quấn chũn Coco, giúp em bé dễ chịu hơn. Thì sản phẩm này thì bây giờ mình thấy là đại đa số bố mẹ đều quan tâm và đã sử dụng có rất là hiệu quả rồi ạ. Bé có thể ngủ ngon hơn, chống giật mình. Thì cái này ba mẹ có thể tham khảo dùng thêm cho con nhé. Khoảng tầm 2-3 chiếc để thay đổi ạ. Thì chúng ta sẽ không cần phải dùng nhiều cái khăn quấn này nữa mà sẽ dùng chủ yếu là khăn chũn, quấn chũn này, quấn nhộng này và dùng thêm khoảng 1-2 cái này là ok. Đấy, dùng thay đổi là được ạ. Tiếp theo ấy thì là khăn tắm ạ. Khăn tắm thì là cái khăn bông đơn giản thôi nhưng truyền thống nhưng mà rất là được nhiều mẹ quan tâm và sử dụng bởi vì chất liệu của nó thường là thấm hút rất là tốt, quấn được cả em bé. Khi em bé vừa mới tắm xong thì chúng ta sẽ đặt khăn ở trên giường, đặt em vào đây để lau người hoặc là bế em bé từ chậu ra. Cái này thì gần như là không thể thiếu được với mỗi em bé và chất liệu của mùa thu đông sẽ là loại khoảng 6 lớp ạ, cho dày dặn và nó thấm hút tốt hơn, giữ ấm cho bé tốt hơn. Các mẹ sẽ chuẩn bị khoảng tầm 3 đến 5 chiếc này nhé. Bởi vì thật ra thì có những mẹ bảo tại sao nhiều thế, nhưng mà bởi vì là mùa thu đông thường là phơi quần áo nó sẽ lâu khô hơn hoặc là em bé thường là dễ tè hoặc là dễ thay khi mà các con vừa tắm xong ấy, thì mẹ chuẩn bị dư ra chúng ta sẽ thoải mái trong quá trình sử dụng. Cái này dùng cũng khá là lâu đấy ạ, bé tầm 1 tuổi vẫn dùng được ạ, nên ba mẹ có thể mua dôi ra một chút ấy, không no thừa. Ngoài ra thì có thể chuẩn bị thêm các cái khăn quấn nhưng mà bằng cái chất liệu vải sợi tre như thế này, nó sẽ mềm và mỏng hơn khăn xô và khổ khá là rộng. Ví dụ như bạn nhà mình trước đây dùng cái khăn này từ lúc sơ sinh đến lúc 3-4 tuổi con vẫn dùng để làm khăn tắm được. Đấy, rất là to luôn. Nó còn gọi là khăn đa năng. Có thể mẹ dùng để che cho con hoặc quấn cho con khi ra ngoài đường, dù là khi đi xe đẩy. Dùng được rất là nhiều việc và lớn hơn thì dùng làm khăn tắm cũng vẫn được. Nên những cái này nếu ba mẹ có điều kiện thì có thể tham khảo và chuẩn bị cho con luôn từ đầu cho nó tiện và dễ dàng sử dụng trong quá trình chăm sóc em bé. Đó. Và một cái chiếc tấm lót chống thấm như thế này. Chống thấm có thể là có những cái mặt xốp ấy, nó giúp cho cái làm con nằm nó đỡ êm hơn ấy, thì ba mẹ sẽ đặt dưới phần mông hoặc phần người con khi các con thay tã bỉm hoặc khi vừa tắm xong để tránh cái việc mà con tè hoặc là con nằm ướt ra giường. Thì những chiếc lót chống thấm như thế này khổ khoảng tầm 40-60 hoặc to hơn một chút là có 50-70 thì đều có thể lựa chọn để dùng cho con trong suốt quá trình mà em bé sơ sinh để thay tã bỉm, tránh ướt xuống giường, xuống đệm ấy ạ. Đó. Và ở đây thì mình còn sót đó là khăn sữa cho em bé. Thì khăn sữa cho em bé đấy các mẹ cần chuẩn bị tối thiểu là khoảng 20 chiếc. Thì tùy từng điều kiện thì ba mẹ có thể lựa chọn các cái sản phẩm nó đến từ các cái thương hiệu khác nhau mà uy tín. Chăn khăn thì nó sẽ ít ra sợi lông này hoặc là mềm mại, thấm hút là những cái khăn mà đạt tiêu chuẩn. Dùng để lau mặt cho em bé này, lau ợ sữa này hoặc là lau đầu khi tắm rồi rất là nhiều chức năng. Cái những cái khăn này thì ba mẹ có thể chuẩn bị nhiều và không no thừa bởi vì các con có những em bạn là dùng đến tầm 2 tuổi, 3 tuổi vẫn dùng khăn sữa ấy. Nên là nhiều khi là ba mẹ cứ sắm cho con đi, nếu mà mình cũ thì mình lại thay và thừa thì mình dùng đến lúc lớn ấy sẽ là không thừa với khăn sữa đâu ạ. Đó. Ngoài ra ở đây mình còn giới thiệu thêm cho ba mẹ đó là các cái dụng cụ cần thiết, ví dụ như là một hộp tăm bông để lau vệ sinh cho bé trong giai đoạn sơ sinh sau khi tắm rửa xong này, hoặc là dầu massage này, kem phòng và trị hăm của Sudocrem này. Đó. Kim băng cài an toàn để cài những rất là nhiều mẹ thì có quan niệm là cài củ tỏi hoặc là cài mũ yếm cho con khi ra ngoài thì mình thấy nó cũng không có một cái lý gì là đúng hay sai, nhưng mà các mẹ cũng nên chuẩn bị bởi vì là cái đấy là kinh nghiệm dân gian ấy, thì chúng ta vẫn lên theo có vẻ là cũng cảm thấy tâm lý nó thoải mái là được ạ. Đó, có thể là đây là gạc tơ lưỡi. Gạc tơ lưỡi thì bây giờ các mẹ hay sử dụng cái dòng mà nó tẩm sẵn nước tinh khiết, tẩm sẵn silicone tự nhiên và tẩm sẵn cả tinh chất lá hẹ để giúp cho cái việc mọc răng đỡ bị đau, đỡ bị sốt. Cái này và dùng hàng ngày để cho con nhé ba mẹ nhé. Một chiếc bình sữa để cập cho con ti bình, nếu mà mẹ xác định rằng là con có thể ti bình hoặc ti sữa mẹ, sữa ngoài bằng bình sữa này rất là tiện dụng bởi vì mẹ có thể không bị phụ thuộc
đi làm sớm hơn hoặc là làm cái việc khác ấy, em bé có thể vẫn nhờ người chăm sóc được ấy, thì mẹ dùng bình sữa tập cho con và chuẩn bị thêm là nước rửa bình hoặc là cọ rửa bình để vệ sinh các cái bình sữa này nó được sạch sẽ và tiện lợi hơn ạ. Ở đây thì là mình giới thiệu chi tiết các cái sản phẩm, còn tuy nhiên là tùy từng cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn của từng bà mẹ có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp hơn với gia đình mình. Một bộ bấm móng tay này, hút mũi này, kem dầu massage, dầu sữa tắm hoặc là kem phấn rôm cũng là những cái dùng mà đồ dùng mà các mẹ có thể tham khảo. Ngoài ra thì ở đây mình còn chuẩn bị đó là một cái gối nõm đến từ thương hiệu Uradogo, giúp cho em bé ngủ ngon hơn. Và ba mẹ sẽ chỉ dùng gối nõm trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, tức là không dùng liên tục. Và chúng ta sẽ thay đổi các loại gối khác nhau, mỏng và mềm thôi ạ, để giúp con thoải mái chứ không cố định một loại, các con sẽ bị dễ bị bẹp đầu ạ. Đây là một cái sản phẩm bộ chặn đến từ thương hiệu Uradogo ạ. Bộ chặn này thì bằng nõi bông, khá là mềm mại và giữ ấm cho con trong mùa thu đông. Em bé của chúng ta sẽ được đặt vào đây để ngủ, các con sẽ đỡ bị giật mình trong quá trình ngủ. Bởi vì khi trong bụng mẹ thì các con quen với cảm giác yên tĩnh rồi ấy, khi mới ra ngoài thì con dễ giật mình ấy, thì mẹ chuẩn bị thêm bộ chặn này thì các con sẽ ngủ ngon hơn. Và bộ chặn thì thường là sẽ kèm một cái gối, gối bằng chất liệu vải bông như thế này, rất là mềm và mỏng thôi ạ, dễ dàng vệ sinh nhé. Đấy thì mẹ lưu ý là em bé chúng sẽ cần khoảng tầm 2-3 chiếc gối thay đổi ạ, thì là vừa gối nõm vừa gối bông, và chúng ta sẽ thay đổi thường xuyên cho con để tránh cái việc con ra mồ hôi ạ. Còn nếu mà là mùa đông lạnh hơn hoặc là thời tiết nó rét hơn thì ba mẹ có thể chuẩn bị thêm một chiếc chăn. Chăn ở đây mình lựa chọn đó là chăn bằng băng lông, siêu mềm mịn và khổ rộng, chất liệu dày dặn, là ba mẹ sẽ dùng làm chăn đắp riêng cho con. Tại sao em bé sơ sinh cần dùng chăn riêng? Bởi vì các con có những cái giấc ngủ khác bố mẹ và các con dễ bị kiểu chùm chăn, nên nếu các con mà vận động nhiều ấy thì ba mẹ sẽ đắp chăn riêng cho con để có thể dễ dàng quan sát cũng như là vệ sinh và đảm bảo an toàn cũng như là ấm áp riêng cho con. Thì một chiếc chăn này này khổ to này ba mẹ có thể lựa chọn cho con dùng từ lúc sơ sinh đến 2-3 tuổi hoàn toàn bình thường đó. Có họa tiết màu hồng hoặc ghi, màu trắng của bé gái, màu xanh thì có màu bé trai có màu xanh hoặc màu ghi đấy, ba mẹ có thể lựa chọn tùy theo giới tính của con nhé. Đó. Ngoài ra ở đây thì mình còn giới thiệu thêm cho ba mẹ đó là máy hâm sữa. Đối với những mẹ mà dùng bình sữa thì dùng máy hâm sữa, hoặc là một chiếc máy hút sữa đến từ thương hiệu Spectra của Hàn Quốc. Máy hút sữa này thì giúp ba mẹ có thể là kích sữa hoặc là hút bớt lượng sữa dư thừa nếu cần và rất là cần thiết trong cái quá trình mà các mẹ chăm sóc em bé. Thì những cái vật dụng này thật ra nó cũng sẽ cần, tuy nhiên thì tùy từng điều kiện cũng như là cái hoàn tìm hiểu của mỗi mẹ thì mẹ có thể là tham khảo mua luôn cùng với set sơ sinh hoặc là mua sau khi sinh nếu ba mẹ có điều kiện hoặc là có nhu cầu. Cái này là mình chỉ giới thiệu ba mẹ thôi ạ. Toàn bộ một cái set sơ sinh chọn gói như thế này thì mình giới thiệu với ba mẹ đó là đầy đủ cũng như là rất là nhiều sản phẩm, thì có thể là tùy theo từng cái nhu cầu cũng như điều kiện của từng gia đình mẹ có thể lựa chọn theo cái thị yếu cũng như là cái nhu cầu của mình. Và một set sơ sinh như thế dao động khoảng tầm từ 3-5 triệu hoặc là hơn nữa, đấy là tùy theo từng mẹ có nhu cầu như thế nào ạ. Cuối cùng thì chúc mẹ và bé mẹ tròn con vuông. Xin cảm ơn các mẹ đã theo dõi video và hẹn gặp lại ba mẹ ở những cái video chia sẻ tiếp theo ạ. Xin chào ạ.